Thưa quý vị, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phát hiện một vụ khai thác và vận chuyển cát với số lượng lớn tại khu vực ấp cây cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Tại thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều máy xúc, xe tải ben đang thực hiện hành vi bơm rửa, khai thác và vận chuyển cát. Hiện trạng khu vực khai thác cát có địa hình lồi lõm, rộng hàng ngàn mét vuông. Được biết, đây là khu đất thuộc quyền quản lý của bà Huỳnh Thị Mau, trú tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Năm 2018, bà Mau xin giấy phép cải tạo đất để đào ao. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chấp thuận. Sau đó, bà Mau ủy quyền cho ông Lâm Ngọc Hùng, trú tại huyện Đất Đỏ, thực hiện việc tận thu số đất cát phát sinh trong quá trình đào ao. Thời gian cấp phép cho việc đào ao, san lấp đất và tận thu vận chuyển đất cát ra ngoài khu vực xin giấy phép chỉ kéo dài đến tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2019 đến nay, ông Hùng vẫn tiếp tục thuê nhân công, phương tiện cơ giới như xe máy xúc, xe tải, máy bơm rửa cát để khai tác và vận chuyển cát đi tiêu thụ. Phòng Cảnh sát Môi trường đã tiến hành tạm giữ hai xe máy múc, ba xe tải bên và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc khai thác cát trái phép và bàn giao cho công an huyện đất đỏ tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.